Hello, xin chào tất cả mọi người, chào quý cô bác anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì được đi chơi ở San Francisco. Hiện tại thì Đức đang có mặt ở khu vực của cầu Cổng Vàng, cầu gọi là Kim Môn Kiều, một cái biểu tượng rất nổi tiếng của thành phố San Francisco. Lâu rồi mới có dịp đến đây và ghé thăm tham quan đó. Thời tiết hôm nay thì mưa phùn một tí nhưng không sao, vẫn thấy là mát và bây giờ mặt trời cũng lên rồi, thấy cũng ấm áp một tí. Đi chơi sẵn rồi quay lại review tí xíu ở khu vực này cho cô chú anh chị và cùng xem luôn nha. Hôm nay thì trời không có nắng, sương mù thì dày đặc. Cầu Kim Môn thì nhìn từ xa bị mây mù che một tí rồi, có lẽ tới gần hơn thì sẽ nhìn thấy nó được rõ hơn. Ở đây là có cái bức tượng của ông Joseph Straw. Đây là kiến trúc sư trưởng của việc xây dựng cái cầu này, cho nên người ta tạc cái tượng nè, tưởng nhớ không? Ở đây thì có thông tin của cầu nè, 1933 khởi công xây dựng cầu, và cái con số này rất là hay nha, đứng xéo thì nhìn nó nhảy qua 35, 36 và 37 là khánh thành, chính xác ngày 27 tháng 5 năm 1937 để khánh thành cái cầu Kim Môn này. Không biết là nhìn ở đây cô chú anh chị thấy không ạ? Khi mà nick đứng xéo một tí thì nó nhảy qua 37, nhưng mà đứng ngay giữa thì nó nhảy qua 36 nè, đứng xéo bên đây thì nó nhảy qua 35. À, một cái dạng như là cái hình 3D, hình nổi đa chiều á, nhìn thấy rất là hay nha. Rồi bây giờ đi di chuyển qua bên đây. Trời thì mát thôi, mưa thì mưa bụi, không có mưa lớn lắc rắc nhưng mà mát dễ chịu. Chỉ có điều là không có nắng cho nên là cây cầu bị sương mù che bớt rồi, nhưng mà không sao, đây cũng là một cái hình ảnh rất là hay, rất là đẹp. Bởi vì cầu Kim Môn này mà trong sương mù mây mờ như vậy, thấy được một nửa của nó cũng rất là tuyệt vời, trong nó cũng rất là lãng mạn luôn. Cái vị trí dưới đây nó thấy là rất là nhiều người xuống đây chụp ảnh nè. Bây giờ thì nắng lên một tí rồi nè, nhìn cầu rõ hơn, rất là đẹp luôn. Wow, cầu trên cao bắc qua cái vịnh này nhìn xuống là thâm thẳm luôn nha. Nước phía dưới thì nó thấy là chảy rất là xiết luôn đó. Cái này mà nhảy xuống từ trên cầu chắc là không có cơ may rồi. Cầu rất là đẹp luôn, bây giờ là thấy rõ hơn rồi nè. Quá đẹp, tuyệt vời nha. Làm về mô hình cái nha, tuyệt vời quá. Quá, cái cầu rất là đẹp luôn. Ở gần cầu Kim Môn thì có một công trình kiến trúc rất là độc đáo nha, nhìn rất là hay. Đây chính là cái mọi người gọi là cung điện nghệ thuật, hay là
tên tiếng Anh là The Palace of Fire. Theo nick tìm hiểu được biết thì đây là một cái công trình được xây dựng từ năm 1915, được dùng cho triển lãm Panama Thái Bình Dương, và nó đã được giữ từ đó cho tới bây giờ. Nhìn từ xa thì thấy đã rất là đẹp như một cái cung điện. Tới gần thì nhìn lên thấy nó rất là cao, có thể cao gần 50 mét trên cái vòm này nè. Theo kiến trúc La Mã Hy Lạp cổ đại nhìn rất là tuyệt vời. Như vậy cũng xứng với cái tên gọi là The Palace of Fires. Đến đây mà chưa tham quan cái cung điện này cũng là một thiếu sót nha. Bởi vì Nick thấy là có rất là nhiều cặp uyên ương nè đến ra đây chụp ảnh cưới. Đây cũng là một cái điểm rất là thú vị nè. Bởi vì bên kia là có cái hồ nhìn qua bên đây, thấy cung điện soi với ánh nước rất là đẹp. Đây, đi dọc theo cái bờ hồ á thì hoa cỏ được trồng chăm sóc rất là đẹp luôn. Nhìn bông hoa dạ xuống bờ hồ thì ở giữa có một cái đài phun nước nữa, nhìn rất là thanh bình. Cảnh ở đây nhìn rất là thích luôn. Đây, Nick nhìn bờ bên đây nè, nhìn qua chỗ đài phun nước rồi nhìn lên cái cung điện này. Phải nói là một cái công trình có sự hài hòa thiên nhiên, nhìn rất là hay, thích lắm. Ở dọc chỗ này thì có nhiều cái băng ghế để mình ngồi, có thể đi dạo thư giãn. Từ chỗ cung điện mỹ thuật này, Nick đi sâu vào bên trong á, thì tới khu vực này có một cái vịnh này, thấy người ta thả thuyền buồm rất là đẹp, rồi nhiều cái cano thuyền buồm, rồi những cái du thuyền đậu ở trên cái bến này nữa. Khung cảnh ở đây nhìn phải nói là tuyệt vời luôn, rất là xinh đẹp luôn, thanh bình và thơ mộng lắm. Trong thành phố San Francisco thì có những cái con phố mà chạy từ trên cao nhìn xuống những con dốc phía dưới, thật là tuyệt vời nha. Mới đầu thì Nick còn nhìn thấy sợ sợ, đi một vài lần thì thấy quen và thấy rất là lý thú luôn. Nhìn xuống nó sâu hun hút phía dưới, tưởng chừng như là mất thắng cái giọt xuống tuốt ở dưới là rất sợ. Nhưng mà rồi thì lại thấy rất là thích nha. Bây giờ Nick sẽ đi qua một con phố mà rất là nổi tiếng tại thành phố San Francisco này. Đó là con phố Lombard. Hi mọi người, phía sau Nick là con đường Lombard, con đường ngoằn ngoèo, con đường zigzag rất là nổi tiếng ở thành phố San Francisco nha. Nhìn phía sau mọi người thấy là xe ở trên đồi chạy xuống theo con đường này, zigzag qua những cái hàng hoa, hàng bông của cái khu phố rất là dễ thương, rất là xinh đẹp luôn. Đây, rất là nhiều người đến tham quan, du khách đến khu vực này rất là đông luôn nha. Mọi người cố gắng là đứng chụp hình, có những người thì đi xe con, chỉ xe 4 bánh mới được đi lên con đường đó thôi. Và chạy quanh cái con đường đó rồi trải nghiệm để đi chơi cũng như là tham quan con đường Lombard đó. Ngoài cái con đường mà mọi người thấy xinh đẹp ở phía sau lưng đấy, con đường Lombard, nhưng mà nhìn xuống phía sau này ngược lại thì cũng rất là đẹp, rất là dễ thương nhé. Đây, nhìn cái hướng xuống đồi và biển phía sau nữa nè, rất là tuyệt vời luôn. Xuống dốc, con đường xuống dốc nhìn rất là hay luôn nè. Thank you.
cái con đường nhỏ xíu zích zắc thế này nhưng mà rất là nhiều xe chạy qua. Nhưng mà Lý nghĩ là chắc là những người tò mò ở xa tới muốn đi thử biết con đường này thôi, chứ người dân địa phương chắc quá quen thuộc rồi, không ai mà đi chen kín trên cái con đường này đâu. Rõ ràng là như vậy, chắc là du khách thôi. Hễ gì Lý thấy là mọi người trong xe cũng ngoái đầu nhìn ra chụp ảnh trên con đường này. Ở cái đại lộ số 6 thì có một cái khu vực mà người ta gọi là những cái bậc thang bằng gạch men lên rất là đẹp. Nít cũng tò mò xuống coi thử như thế nào. Thì hiện tại thì đang trước mặt đó là cái con đường cầu thang nè, đi lên phía trên đồi và được làm bằng những cái gạch men, nhìn rất là đẹp luôn. Rất nhiều người tò mò đến đây chụp ảnh nè. Chỗ này không biết là mọi người có đến thường xuyên không, nhưng mà Nít thấy cửa điểm này cũng hay lắm nha. Bây giờ thì đã trưa lắm rồi, đói bụng rồi, phải đi kiếm cái gì ăn nha. Nếu nghe nói là ở phố Tàu có nhiều chỗ bán đồ ăn rất là ngon, thử đi vào phố Tàu ở San Francisco này nhé. Đây là khu phố Tàu ở San Francisco, rất là dễ thương. Chỗ này đi dạo chơi cũng rất là lý thú và tìm ăn những món Tàu cũng rất là ngon nha.
Và video đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau nhé. Xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bye bye.